Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Nữ đại gia U60 lần đầu lên xe hoa, danh tính người chồng càng gây bất ngờ. Không chỉ có nam giới mà trong xã hội hiện nay rất nhiều phụ nữ cũng có chí lớn, muốn học thành đạt rồi xây dựng sự nghiệp thành công xong mới tính đến chuyện lập gia đình. Và đó cũng chính là trường hợp của bà Hi Ha Quang, 56 tuổi, sống tại thành phố Kendari, tỉnh Sulawesi, Indonesia. Vì mãi học hành và theo đuổi sự nghiệp, đồng thời muốn chờ đợi một người thích hợp với mình, bà Hi Ha Quang đã bỏ lỡ mất một khoảng thời gian tốt đẹp nhất để kết hôn trong đời con gái. Từ nhỏ, bà Hi Ha Quang đã học rất giỏi. Trong những năm 1980, bà đã hoàn thành chương trình học tại trung học cơ sở, tiếp tục học lên đại học rồi tốt nghiệp một trường sư phạm có tiếng. Đây là một điều cực kỳ hiếm hoi, đặc biệt là đối với phụ nữ thời đó. Sau khi trở thành giáo viên có tiếng và xây dựng sự nghiệp, bà Hi Ha Quang trở thành một người phụ nữ thành đạt và có vị trí trong xã hội, được nhiều người kính trọng. Những năm 1990, rất nhiều người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và giàu có tới tán tỉnh, ngỏ ý muốn kết hôn, nhưng bà Hi Ha Quang đều từ chối, với lý do là không hợp. Bà muốn chờ đợi một người đàn ông có thể giúp bà tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn, chứ không phải cưới bừa, cưới vì sợ quá lứa lỡ thì. Suy nghĩ cố chấp của bà Hi Ha Quang từng vấp phải nhiều phản đối và chỉ trích của gia đình, bạn bè, nhưng bà vẫn không lung lay ý chí. Thời điểm đó, bà Hi Ha Quang đã gần 40 tuổi, qua mất thời gian thanh xuân đẹp nhất đời con gái. Nhiều người còn tưởng rằng nữ đại gia này sẽ mãi mãi không lấy chồng vì quá kén chọn. Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Cuối năm 2018, bà Hi Ha Quang đã gặp được một người đàn ông tên là Sirajuddin, trạc tuổi của mình. Sau một năm tìm hiểu và yêu đương, cặp đôi nhận ra đối phương chính là tình yêu đích thực của đời mình nên đã quyết định kết hôn. Đám cưới được tổ chức đầu tháng 12 năm 2019 và những bức ảnh cô dâu chú rể đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Những tưởng người đàn ông mà bà Hi Ha Quang quyết định dành trọn phần đời còn lại để ở bên sẽ là một người đàn ông giàu có nổi tiếng để xứng với bà. Nhưng ngược lại, ông Sirajuddin chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí chỉ tốt nghiệp tiểu học. Theo bà Hi Ha Quang, điều khiến bà quyết định lấy ông là do sự hòa hợp về tâm hồn, chứ không phải là trình độ học thức hay vật chất. Đây là lần đầu tiên nữ đại gia U60 lên xe hoa, nhưng không rõ trước đó ông Sirajuddin đã từng kết hôn hay chưa. Cư dân mạng Indonesia hiện đang bàn tán xôn xao về đám cưới này. Có người chúc phúc và tin tưởng vào tình yêu của cặp đôi, nhưng có người lại nghi ngờ họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.